Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky vừa có cuộc gặp ngắn bên lề diễn đàn kinh tế thế giới hôm 16 tháng 1 tại Davos của Thụy Sĩ, theo văn phòng Tổng thống Ukraine cho biết. Tổng thống Zelensky và Thủ tướng Chính đã thảo luận về việc tăng cường quan hệ song phương. Ông Zelensky cảm ơn Việt Nam đã ủng hộ sự toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine và cung cấp viện trợ nhân đạo cho nước này. Cuộc gặp diễn ra giữa lúc Ukraine đang tiếp tục thúc đẩy công thức hòa bình nhằm chấm dứt cuộc xung đột kéo dài gần 2 năm với Nga. Việt Nam, đất nước có quan hệ hữu hảo với Nga, không lên án cuộc xâm lược của Nga đối với Ukraine. Tổng thống Ukraine viết trên trang mạng X, trước đây là Twitter, sau cuộc gặp với ông chính, rằng tôi cảm ơn Việt Nam đã ủng hộ sự toàn vẹn lãnh thổ và chủ quyền của Ukraine, cũng như viện trợ nhân đạo cho đất nước chúng tôi văn phòng tổng thống ukraine cho hay trong thông cáo rằng ông zelensky kêu gọi việt nam hỗ trợ thực hiện các quan điểm của công thức hòa bình ukraine tổng thống zelensky và thủ tướng chính cũng thảo luận về khả năng tăng cường liên lạc song phương giữa ukraine và việt nam ở nhiều cấp độ hầu hết truyền thông việt nam không đưa tin về việc ông chính gặp ông zelensky ở davos Nhắc tới cuộc gặp này trong số nhiều cuộc gặp của ông chính với các lãnh đạo thế giới tại đây, báo Tiền Phong nói rằng hai nhà lãnh đạo nhấn mạnh việc coi trọng quan hệ hợp tác hữu nghị truyền thống, đối tác và hợp tác toàn diện Việt Nam-Ukraine. Hồi tháng 5 năm ngoái, Thủ tướng Chính đã có cuộc gặp ngắn với Tổng thống Zelensky trong khuôn khổ hội nghị thượng đỉnh G7 mở rộng tại Hiroshima của Nhật Bản.